Yên gà phát rồi. Tít mù luôn. Mà con đấy nó đề thì cả phố nghe thấy luôn. Đi xe không quá lớn đâu, vẫn nghe, vẫn phải dừng đèn đỏ. Đó. Bồn xăng. Nay phải gặp các dân đua đó. Nó ghép đoàn vào cơ, nó chạy. Thi thoảng ra chỗ nhà hát lớn cũng gặp các cái nhóm câu lạc bộ này, nó tập trung ở đó. Đây này, chốt đây này. Vị trí đấy. Vị trí. Vượt đèn đỏ đi. Mới cho vỡ mồm. Đâu cái ga rú này nhỉ? Gặp chốt. Đang đi đường một chiều phố Huế. Đồ 10 giờ 10 rưỡi các bậc tiền bối nó mới ra đường. Nên bọn nó văng ô tô đua. Ở biển bắt nó rồi, hay quá. Có mà, ở ngoài này nhiều. Tiến tới nó là cấm xe đi vào trong nội thành, còn đâu ngoại thành thì vẫn được đi xe máy, giảm tải áp tắc giao thông. Tuyến phố Huế rồi, đến hàng bài.